Trên mặt nước lạ lùng, quan hoàng bơ thoải, chân dung khác thường. Vì hôm nay bái thỉnh hoàng về, đêm ngày nhàng khói sớm khuya phục thờ tâm kinh kinh có chữ Nam Vô. A Di Đà Phật về hoàng vô ngự đồng phép hoàng lục chi thần thông. Tam thông kích cổ kiều đồng lên chơi phù hương phù nghĩa đôi người. Thank you.
Đông Đinh Hồ, nước bạc long lanh, xôn xao sóng vỗ bên gành, bên gành trăng soi tề tay tiên chuông chén rượu đào. Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc, dâng lên kinh mẫu để các cô nâng mời là mời dứt quan hoàng bơ sơi, à sơi dứt quan hoàng sơi. Tề tay tiên chúc chén rượu mời, nhị tuần đã nâng lên bệ ngọc các cô nâng nâng mời là mời rước quan hoàng sơn, các cô nâng mời rước quan hoàng sơn. Quỳnh tiên nhiên chuộc trên diều đào, tam bôi dâng lên bệ ngọc, dâng lên kinh mẫu để các cô nâng mời là mời dứt quan hoàng bơ sơi, các cô nâng mời dứt quan hoàng sơi. Lâu lách sạc sao, gió hiu hiu thổi, nửa hoang đầy ông bơ sưởi ấm hồn. Tay nâng bầu rượu ngồi tựa màn con đò, bút tiên nghiêng ngọc hoa hồn thơ lai láng. Thơ ông bơ hỏi cung hằng, cung hằng Nga ơi chẳng sao lúc bờ khi sáng, chẳng nhớ thương ai mà khi tỏ khi mơ. Hay chẳng còn nhớ thương ông bơ mà hương vân vân lối đây, ba chén rượu ống nhâm đà chưa nhạt, ông lỡ chia tay sao đành. Hoàng đã tới lòng lanh hồ bán nguyện, soi lọ mái tam quan nhỉ.
chùa như rũ sạch hết lòng phàm. Treo trăng đỉnh núi ông bơ vào, ông vào chùa niệm Phật A Di Đà Phật. Họ phạm ghế ông hôm nay như có thanh chứng minh, như có thần tế độ, như có tiên cứu khổ Phật dắt đưa tay đỉnh đèo gác núi thang mây qua đền mẫu cửu. Họ phạm vì đây để ông bơ ngự đông. Các ghế ơi ngắm ông bơ tối nay ngự về đông, đẹp hơn trăng rằm tháng tám. Thanh đồng họ phàm ghế ông vẻ ưa nhìn, chúng con càng ngắm hoàng lại càng xa. Trong đền sập dọc trải chiếc đệm ngang, ông mơ ngồi giữa các cô tiên nàng hầu cần đôi bên. Ai ơi đứng lại mà xem, thấy ông bơ thoại đang ngồi nghe văn. Dọc sơn hà bóng bạch y, tâm tâm niệm niệm chữ từ bi. Ra tay tê thế dìu xanh chung, ông dẫn dắt dân nan thoát bể sâu. Nam vô Phật từ bi tế độ, coi bà cứu khổ trầm luân. Có ông nghi bơ thoại tu nhân, ông theo hầu Phật tổ cứu dân hiểm. Qua chín đồng mười đèo mới tỏ, các ghế ơi gắng tu hành thì sẽ có đường lên. Nhiệm màu phép Phật vô biên đến đây đón khách. Họ phạm là người hữu duyên hữu tình.
đèo ba dội chập trùng khắp khênh suối ba khe lòng lành nước trong veo cảnh yên hà con hoàng bơ càng trèo càng thích thú lưng đèo tam thanh đử tú tám muôn công tử đón chờ ông đón đưa quan hoàng bơ hôm nay có cổ khách vàng kim lai khách du từ mặc ai quen ai lạ vào đến đây tự gối hoàng đề bài thơ binh ma nét thi ngâm nhớ gà đào lang sự hiếu chung họ phạm đáng ra trăm ngàn vàng duyên kỳ ngộ sử xanh còn chép đề ông bơ nhắn rằng các ghế ơi tối nay gặp gỡ thế thôi thì như thế trong cõi tang bông hồ dề mấy riêng một trời kẻ đón gió người chờ mây say tranh choáng say rồi ông mơ tình mộng lóng lánh bên giang thiên rồng ngai lóng lánh bên giang mười hai các cô đón rước ông bơ về tòa thoại cung hồi cung bảo hà nhắn ai lên đất bảo hà đêm bùi thăm nguyệt đó là cảnh thần tiên có từ khi
cải giữ làm lành. Bao phen nông chiến lửa tung hoành trên đất Lào Cai. Phục thờ tâm kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Nhị Hoàng Vô Đồng Phép Hoàng Lục Chi Thần Thông Tam Thông Kích Cổ Kiệu Đồng Lên Chơi Phù Hưng Phù Nghĩa Đôi Người. Thank you.
sự xa si cũng si sang hồ là hồ sự xa si cũng si sang hồ si sang hồ sang sự sang si si cũng si sang hồ là hồ sang sự công nghi công điều phạt là công nghi hồ sang hồ sự xa công liều phạt sang hồ hồ sang hồ là hồ sự sang xì lưu công xì sang công xì sang hồ sự sang xì lưu công xì sang công xì sang hồ sự sang xì công xì sang hồ sự sang xì công xì lưu công xì sang sự sang công xì sang công xì sự hồ sự sang xì công lưu liêu sang u phản liêu u sang u sang liêu sang u liêu cộng sang u cộng xê sự sang xê sang xê cộng liêu sang u liêu cộng sang u cộng xê sự sang xê cộng xê cộng sang hồ cộng xê sang hồ cộng hồ sự sang quan hoàng sư
huyên mời, hôm nay hồng trà ba chén các cô huyên mời. Nghinh hương mỹ vị mỹ ngọt bùi đủ kỳ chân a à, chân ngọt bùi kỳ chân. Bốn phương non nước ai là chủ, cảnh rời chung nào của riêng ai. Nào thơ ai có tâm tình hoài, là chủ cả non cao tiết nhiệt. Gót xanh lời ý trên chi cho mệt, giọng chê khen chi lấp cùng chơi ai tiếng đề càn thu. Cách xử thì mặc dù ai hơn kém mà, hoàng đế vương bá kinh bao biên, tuyết nguyên phong hoa vị phẩm bình. Mặc dầu ai ngự về đồng ông mở sách ra, thấy sách đề đức đức nắng nắng tương tuy tuy quan hoàng bảy có say một tí cùng với đời. Khuyên ai giữ cho đạo làm người hoàng, khuyên ai thời phải giữ cho đạo lạc người đến cửa Phật lấy chữ gì đã là hơn cả. Tấu qua hoàng tấu qua nam tào bắc đầu số chân gian lao âu chép biên thảo hiền tu tâm tích đức ông bày chép biên cho rõ ràng. Còn bao kẻ ngang tàng bao ngược chỉ hai người chẳng ở trước nghĩ thì sau lỗi nhầm hoàng xa chi đâu, sở nguyện cho được như ý họ phạm nay sở cầu ông cho tòng tâm ơi. Đã mới lên đấng cầm mà cân này bực ông lấy chữ tội chữ phúc để mà cân, đừng nghe ai khoe mình cho cả muôn phần sự tâm mà đánh mất ông cầm cân sao thăng
bất hàn sự đức mà tươi tốt ông so vẻ vang sau này. Thanh mi cao rồi lại họ phạm mười phần thanh cao. Chữ tam đồng tự đức đức gieo cao giá ngọc ngọc. Chữ tam đồng tự đức đức khuyên ghi họ phạm này vọng bài tâu quỳ bảo hà quý xin quan hoàng bày ông độ chỉ chứng minh. Gối theo hoa vầy rồng năm sắc thanh kiếm thần hoàng cứu nước diệt thường hùng. Thời cũng đủ
xuất sông pha vào huyệt hộ khách phàm trần thu dị mấy ai sao phi vu như gió dục mây vần cho bỏ lúc quan hoàng phong trần với nước khi thanh nhàn sẽ loan xa ngữ ngữ về đồng hoặc lại giữ hội tổ tổ màn hoa chắn gió đông đủ hiên rồng bóng quê chiều đánh bài tiên tư cô tam khôi nhất kính có tứ thập hồng bạch bạch ngơ định với chi chi đáy tôm lèo bạch bạch ngơ thủ gà ly bi tứ xuyên lục lục mình nước hoàng cũng rơi lệnh sai thập nhị các cô tiên nàng cô nào việc ngày mau sửa sáng lên hầu tiên cô nàng cả pha nước ra tổ thế là vừa ý. Ông ấy gật gật đầu vỗ ôi ban nghe nga tổ sư móc tiêm chuối làm vàng tiên thi cô nàng ba dâng hộp thuốc ngang thế là vừa ý ông bảy hoàng xôn sơn lâm lâm mông mông tiên cô sầm ngọn đèn phêu cho tỏ thanh nghi cầm móc tiêm tiên cô nàng nằm sấm kẹo bành nguyên kẹo diều với thuốc công hoặc ngựa cảnh tiến không ai dám đi cô mày nàng sầu tình nghĩ nét nhu mì giấc ngây hoàng ngựa xám để ông về đây ra từ đông tay đây đang thông tiến cô nàng bày đây đây đang thông miệng là ca tay đầy bốn năm cùng nghe non này tiến cô nàng dâng chiếc lược nga hai tay trải suốt hoàng khen là cô khéo tay tiến cô nàng chìm yêu điều hai tay cô dâng một đôi giày để ông cô nàng mười bốn lượn bay bông khuya giờ tí sách đèn lồng cổ bước xa quạt nước pha trà cô tiên cười một cô vào quạt nước pha trà ấm chiên đình ngọc đôi tay gà cô dâng lên cô mười hai thì là cô bé tân nam ngày ngày cô hầu hạ sống trong cung ông bảy bảo hà thổ bán hội đồng mấy lệnh bài sai thổ bán hội đồng phục nghênh đón rước họ về bảo hà tấu đối vị
việc quan thanh ra hồi cung Nghệ An quan hoàng mười trấn thủ Nghệ An vì huyện thiên bản làm quan phủ dày. Việc ngoài binh dung thanh xuân, thanh xuân một đấng anh hùng. Thank you.
về hôm nay phục giá hoàng về thần hôn khẩn đạo đăng nhang phục thờ dòng kinh con sáng nam mô a di đà phật hoàng gia ngự đồng phép bầu lục trí thần thông ca lăng tập giản từ bi lân bất chúng sinh cố cả cùng đình lệ dòng nhan thập cờ diệu quá quang minh phá chiêu thiên tôn trông lên đỉnh giáp non thần thấy quan hoàng thập du xuân trên ngàn thong dong đứng tựa thành bàn xa nghe tiếng hát tiếng đàn thông reo đức dày giúp gieo ở quanh đồi xa xa thoáng thoảng mùi nhang không bằng một khóm xa lan mi hầu gần xa xôi nhích lại đến gần ngắm hoa hoàng lại tần gần bước ra nhìn thăm thầm phương xa kìa đôi chim nhạn nó đã tung bay cảnh trời tươi đẹp lắm thầy nhìn lên cảnh ấy lòng đầy hoảng mến yêu tiểu đồng đón đã ra bờ
ông vô đồng hòa ngồi bình. Gió lay sực bức mạnh đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây tay tiên xuống xe diều đào nhất tuần sơ dâng lên bị ngọc các vua đông nơi là mời rước quan hoàng sơn các cô nâng mời rước quan hoàng sơn kính vua tạ mộng các cô nâng mời là mời rước quan hoàng mười sơi ô sơi rước quan hoàng sơi tay tiên chúa trên diều bơi tam tuần chúng dâng lên bệ ngọc các cô nâng mời là mời rước quan hoàng rơi các cô nâng mời rước quan hoàng rơi mà đất ly quý thòi Nghệ An có miền xu cao đầu để kính dâng lên đức hoàng chè xanh ba đội thuốc lào nhớ quê tiệc vui lại rước hoang về ông về già đến chứng lệ hoàng chứng tâm cho họ phạm có lòng thành muối mặn ba năm muối kia con mặt gừng thấy muốn thùa gừng cay thương họ phạm ghê ông tinh nặng nghĩa dày dù xa xôi đi chăng mấy hoàng về đây để ngự đồng trời mô xanh trời cán lộc chữ nước mô xanh
băng dòng nước sông La, nơi bố dò biết chăng bằng nơi thành nổi dinh quan hoàng mười. Cảnh đông băng Nghệ An Hà Tình, mà núi đâu băng hông linh hông xa, không xanh cùng nước lá lan, không thiêng cùng thể để quan nơi về
xuân đền chứ gây bao thương bền cho các kỳ nhớ nhung ước ao mà vô được đền ông nhất tâm bắc ghi cho thỏa mong bao tháng ngày gần
chân đứng đó mà cỏ cây chứ chút bụi chân đường vào trong đó không biết rằng gần hay xa. Xin thay hơi thủ yên hà, chữ xin thay hơi thủ yên hà, nhất nhất tâm bò vào đi đi, dù xa ông cũng cho gần, dù có xa hoàng cũng cho gần.
thủy chung đức độ trước sau. Người nào mà thủy chung đức độ trước sau, hoàng độ cho con cháu cháu được đổi dòng để ta gió được đổi dòng để ta. Thank you.
sọc sọc lại trải chiếu ngang, đáy sập dọc lại trải chiếu ngang. Quan hoàng ngự chỉnh hai cô nàng đôi bên, hai cô nàng hậu cận đôi bên. Chân chân gian người chân gian đi chảy hội góp tiền, hoàng về chảy hội có các cô tiên đi theo hầu, các nàng tiên đi theo hầu. Sửa sang sửa sang áo thắm mà khăn điều, mặt hoa cá co cứng ngần mà chín chiều cũng vì ông. Cao non cùng với thuốc quần quần các cô mới chiều lòng hoàng ăn đồ chơi, hoàng ăn ăn chơi mà lệnh đất có nghiêng rời. Nhưng khi đi hậu bầu lại khoan thai nhẹ nhàng, khoan thai nhẹ. Tam thương mà
đưa cành trúc la đa chín thương, chín thương mà hoàng đồ bề đa tháng ngày. Ô tang ô tang tình ta tình ta tình, ô tang ô tang tình ta. Dân thù Nghệ An quan hoàng mười, dân thù Nghệ An mười thương hoàng đồ được giàu sang sang giàu. Ô tăng ô tăng tình tăng tình tăng tình, ô tăng tình đăng. Mừng mừng quan hoàng là mừng mừng quan hoàng vui ngự vì trần gian. Quân từ vâng lệnh sai giá từ chân gian bàn lồng lồng tài cho đồng vô hạn. Đến đây đẹp là đến đây đẹp trang nhã phong quang, có cả hai cô tiên là đang hầu cận quan hoa chứ trông thật sang thật sang. Hoàng chiêu lộng cho khắp mà muôn người khắp khắp bốn phương trời, ai băng băng quan băng băng quan. Vẻ lịch sử thì có ai băng băng quan, quan hoàng về đây loạn ra khắp nhân gian chúng con. Chờ trăng chờ là chờ trăng chờ ai mà thờ, mượn cánh nhạt nó viết tin đưa tới cung quảng rằng tiên nữ sao nàng không ra ngự chân gian để cùng hoàng vui vài chén cạn. Biển cũng quả tiên nữ thu mây đáp lại quan hòa hẹn quân quân tử khi về đây về đây. Tiệc hoa mở cho hết ba ngày cho tỏa đêm này mong từng giây sẽ cùng hoàng uống cho thật say. Quan hoàng mười nghe tiếng vỗ tay miệng cười ngất ngây. Đường về Nghệ An trời mây xanh thắm nắng sớm lung linh núi hồng in bóng dòng lam tiếng chim ca hòa trong gió mây rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng xuyên sang nghe danh thơm quan hoàng lừng vang xin cúi đầu con thắp một tuần nhang. Cầu xin quan hoàng ban cho phương lớn ban đất buôn bay xuôi ngược đông đường đây bước dân đi quan hoàng đưa lối dắt tay về.
người gian nan khó nhọc vương mang, ai nhất tâm quan hoàng ban nướng bóng hoàng sẽ được bình an. Đường xa thăm thầm đâu ngại gió sương đêm này, ngự về đây đồng xa bóng quý quan hoàng ngất ngây. Sau trước gần xa ông xem mai hữu duyên hoàng thượng, ông ban cho đồng ngày ngày được giàu ngân sáng duyên, đức danh ba miền cửa nhà xa sự bình yên. Dù chân gian không còn vẫn vương mơ mà, vì thương ghế hoàng liền đông mười giáng lâm đàn trà. Họ phạm con ngày đêm trông ngóng bái Phật tiên kinh, ông về giáng lâm chứng cho ghế ông thành tâm. Ông ban cho đồng ngày ngày được tài như duyên chi, năm an lành tâm thành phúc tựa vận lai. Nay ông nghe giang đồng như vầng hào quang tươi sáng, để tiếng ca cung đàn đón hoa vui như chân gian. Mãi mãi được bình an.
bồng la. Chợt nghe tô đôi họ phạm có tâm thành, vâng lệnh vua cha quan hoàng giáng qua cõi trần, vâng lệnh mẫu vương hoàng giáng lên dương đồng. Hoàng về đây ngàn hoa thơm ngát khói quyền bay, rằng ngày mai khánh đi lắc chuông lầy khoác áo hoàng bào, nhẫn ngọc luồn tay. Xa cho chúng thần người dân gian đang đằng căn cao su, tháng năm an lành tâm vui thành phúc ở vân mai, ghi ông tâm thành quát đi hoàng người đi tâu sự hạnh thông. Hà qua đông về xôn sang bao người, lại vô sự để xăm câu trầu đi lấy quan hoàng người. Đàn tràng hôm nay đèn là hoa kiến đón hoàng ngữ vui, diệu lòng ngất ngây trong men say với lá trầu cành, khói hương sông trầm cũng đà huyền theo câu hát, chấp tay con nguyện cầu cho ghế hoàng bóng đẹp đông xa. Thank you.
chân dần dần mà hát hà. Cô cả sân ông chiếu ngự, có cô nàng hai ra theo hầu. Nàng à hai ra theo hầu. Tiến là cô ba ngồi xếp theo sau. Đất đi lề kê thỏi cô tu vẫn thuốc lá. Rồi cô tiếng sầu rước ông người xa. Xe áng mây vàng thượng tiên, xe áng mây vàng cưỡi con xích điểu không lên thiên đình tô đối việc qua. Thánh xa ơi hồi cùng là cảnh thiên thai đền bồng lăng. Là cảnh thiên thai tố cô đôi thừa đại tài hai hòa. Thánh xa ơi hồi cùng tù khí trung linh an sơn. Tù khí trung linh có cô bơ thoại giang sinh phù đời. Đi ngược về xuôi hơi ai, đi ngược về xuôi sông bao nhiêu nước. Cô thương người bấy nhiều. Hòa đôi sầu miên.
Cố Tô Thành ngoại Hàn Sơn Tư, giả bán chúng thanh đào khách tiền lấy thiên ai. Thiên ai đầu bên Cố Tô nửa đêm, cố ba nghe vang vọng thấy tiếng chuông chùa. Chúng chùa Hàn Sơn chân bước xuống thuyền, họ khoan du khoan phách phách nhất cô ơi, khoan khoan họ khoan phách phách ai mới đợi gì, phách ma tâm treo xin cô bơ lại họ khoan du khoan cô bơ treo từ khoan khoan lại họ khoan hàn thác cô treo ra khoan khoan du khoan ba bông nghi phong bùng bùng cú qua bên đỏ đẹp họ khoan du khoan qua tam điệp biển sơ khoan khoan họ khoan nước từ lai la khoan du khoan kia một bình một mài thiên dòng họ khoan du khoan thông mây lo gió khoan cô kêu người chân gian để lại họ khoan treo lên trên giới khoan khoan du khoan hái quả đào thiên khoan quan đem về dân mộng họ về quan du quan lấy danh cho đông họ quan du quan rồi ngược dòng sông quan họ quan treo đi tứ tình nghề an thanh hoa cô về thành đô vào phủ tây hồ lễ mẫu dân hòa kia tháng hai tiệc lên dâm đền sở đại lộ đến đây cô mới trèo về cho tôi ngồi đến đây khoảng đến đấy là đền du quan đến rồi cô ơi du quan sai quân hầu bắt khoảng khoan du quan đầu nói đến để họ khoan du quan đôi tay xin cô gác mái trèo bơi cô rước vua rước mộng ư vào đền khoan họ du khoan cô đó lòng người tình tình là tình ta tình à đang tính tình ta cánh ba biển hiện ra người thuyền rồng chèo bơi giữa dòng cô chèo về đến ngã ba bông nghề dầu chính thì xa hồi
sáu thiên tài cũng thỉnh mời cô sáu thiên tài nguyên xưa hầu mẫu xong cùng ra vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai tay. Chít na khăn kiều mới tóc bay bông hoa cài. Cô bước khoan thai đi lên chầu mẫu thương sớ trang dâng. Đi tấu ba tòa mẫu khen cô sau nết. Để làm lễ dâng nhang
Hãy subscribe cho
vâng lời mẫu thượng, hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi, thải nón xanh đùng đỉnh lên đồi. Cầu sao được vậy ấm
rồi. Sớm trưa bầu bàn của cai quản các tòa, vọng qua đàn.
lục diêm nghệ đầy ngàn hoa trái sum xuê. Cách dòng sông ân tình
rừng già, núi thẳm xa xôi, chiều đi ven suối chẳng ngả chơi vơi. Bóng ai lồng lồng bên đồi, bóng tiên cô bé lên đồi vẫn du dốc sương mờ. Đàn ca sáo chúc đêm nay cô nữ về giữa lúc tàn cảnh. Không chịu vào kiếp này tu để được vào non tiên. Dạo chơi khắp nơi ba miền, lên châu thượng để xem các nàng tiên hái đào. Đêm nay về đồng cô bé linh sự thanh cao, để cho các cô tiên bỏ cả hái đào ra xem. Oh,
thần mang tim châm mãi thuốc dưới trăng vàng tha thiết giang tiền mơ.
gần đào tiên bạch bạch liễu thanh tân bốn mùa hoa cẩm sương đụ hồng mới nở hoa mật đào rực rỡ khoe hương hoa thủy liên sắc nước nghiêng rời hoa sen phong thủy cho đời say sưa hoa thiên lý tuổi vừa 18 đụ tâm mà xuân đón See
bụt bề tốt tươi. Chiều chiều hoàn cảnh xin tuổi tí à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường, không ai xa đường, không ai nước bay. Hôm nay cô Loan ra đến đây nghi à. Thành ra ơi, con ngoan tiếng đồn cậu hoàng mẹ khôn ngoan, tuy rằng cậu bé cậu khoảng phi phương tình mời cậu hoàng cả phi phương. Phi thăng thượng giới trần gian đi oai hùng, quang minh chiếu từ trung, ngã thích tăng cúng giang kim phục, hoàn thân cận thánh chúa thiên trung vương. Cao đẳng thấp xa âm từ bi, lân mật chúng sinh cố cả cung đình lễ. Song nhãn thập cờ diện quang minh mà chiếu thiên tôn. Cậu hoàng sơi a sơi, rước cậu hoàng sơi. Quỳnh tiên chúc chén rượu đào, nhịn tuần cá dâng lên bệ ngọc, dâng lên kinh mẫu thừa huệ nâng mời là mời thỉnh cậu hoàng sơi. Các cô nâng mời thỉnh cậu sơi. Quỳnh tiên chúc chén rượu mời. Nâng lên tạ mẫu thừa huệ, nâng nâng mời là mời là
ta mời rước cậu hoàng sơ. Thuốc mi lá dân ra rượu đào, thuốc lá dân ra bạn tiên rượu dặn đi cô hằng ca dâng lên cậu hoàng. Đi gió về mây cậu hoàng, đi gió về mây, tay rung khanh ngọc, tay lay chuông quan lễ rất vui mừng. Nô đức tưng bừng người dân xa, đừng nô đức tưng bừng dù nhau bái yết cửa đền cậu thượng thiên. Tiết tháng ba nhằm ngày mồng bảy, cây hoa cái cây hoa đào bỗng ngày ba chi vua yêu chúa mẹ yêu vì nâng niu cộng như ngọc lưu ly. Thank you.
chén rượu đánh ván cờ là cờ cao thật là cao thì đầy thiên chuốc chén rượu đào nhất tuần sơ dâng lên bị ngọc các cô nâng vào là vào rước cốc hoàng sư tình rằng tay tiên rót chén khuyên mời nhất sơ nhị tuần đã dâng lên bề ngọc dâng lên kinh mẫu hạ ủy mi nâng mời là mời thịnh cầu bé sơ quỳnh tiên chuốc xén rượu mời tam bôi nâng nâng lên bề ngọc nâng nâng lên kính vua tạ mẫu thừa huệ nâng mời là mời rước cậu hoàng sơi a sơi rước cậu hoàng sơi cảnh đẹp tự nhiên một mình.